Với mặt biểu cảm em. Mày cũng cần gì, cũng xúc cái đéo gì. Mày ơi, số đang cũng xúc cái gì. Em không nói, em không nói. Từ chốt lại cuối cùng mày nói cái gì khai luôn. Mày nói gì thì khai mau. Em bảo em không nói, em không biết gì hết. Em chỉ có đi chơi thôi. Các anh về đỗ ăn em. Mày đi chơi mà mày lại bảo không nói gì. Mày chỉ đi thôi. Không rõ. Ừ. Lần sau cứ bộ mà trí. Ôi anh em ơi, mình đã giới thiệu cho em một con game, một chuyện game y quy nhà cái ở nước ngoài, độ uy tín nó là 100% nha em nhá. Ok anh em, nó uy tín như cái mặt mình. Ok anh em, đây sau buổi chiều game y quy cực kỳ nhiều game anh em thấy không? Và lướt mãi vào thích hơn như là đặt bom, thể thao này, đặt bảo tài gì đó, nói chung là nhớ. Mình đã thấy nó cách đặt tiền ở con game này, ấn vào phần đặt tiền ở bên góc tay phải. Cực kỳ nhiều cách đặt tiền, kể cả mua bên sau đây và sau cái kia anh chị và anh chị, em thấy không? Và đây là anh em ạ, có phần sự kiện vòng quay, bảo vàng nguy cơ này, đây là phần sự kiện này. Báo danh mua, báo danh giao từ 1 ngày 7 ngày. Đây là xui xẻ chia sẻ Facebook 3 ngày đầu nhé. Phần mặt coi đi à. Ok anh em mình tắt ra nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ thử game lăng ngủ đi. Đấy, bây giờ mình sẽ đặt một chợ lăng em nhá. Anh xem ăn luôn này. 8 điểm 2 điểm, ok anh em đang ăn rồi. Toàn mình 8 chợ 4 em bao nhiêu? Em nhìn nhá. Nên 10 chợ 4, ok anh em, bây giờ mình tắt game. Đấy, mình đặt mình sẽ dạy em cách đổi thưởng nhá. Có đổi thưởng ở đây, mình ấn vào đổi thưởng. Em ấn vào thêm tài khoản. Anh em biết đầy đủ tên chủ thưởng anh em. Ngân hàng số bảng, ngân hàng sạc, ngân hàng này liên kết chúng ta tài khoản số trưởng 50k muốn giúp anh em viết đây. Xong em rút tiền xong, mới chèn link ở dưới phần bình luận. Em hãy ấn vào tải về và chiến đấu lại nhá. Ok, chào tất cả anh em. Ôi em nhá, thiếu mày. Mình nghĩ là được mà. À, đứa phải nghĩ là được mà. Đi là tôi cay quá anh ạ. Bằng. Bảo bao lần rồi anh em. Mày ơi. Chứ tao không mày bảo xấu gì tao. Mày là xấu. Mày nói gì tao. Mày là xấu tao. Mày đừng có khá. Mày trẻ con thật nhưng mà mày. Có mấy anh bắt là trẻ em. Cái con đi thâm. Lộn. Ok anh em. Thì giờ hôm nay tôi buồn quá. Ôi cái sự thật thế rồi. Nhưng nó phũ phàng. Cái sự thật này nó phũ phàng một tí thôi nhưng mà không chấp nhận được. Nhưng mà là sự là gì đấy? Cái thằng Hán mới lên đây được tuần 2 tuần mẹ nó ấm ít cả làng. Thôi anh em ạ. Thiếu mày, mình đã làm được một cái clip. Này cái gì? Này cái con cạc gì? À thằng Hán ấy. À thì là giống thôi. Ôi anh em, thì tôi với bộ mới lấy đi đường chơi nghĩ là được một cái ít cả. Là kiểu như là trêu thằng cu Hán ấy. Em tôi là thằng nghĩa học viên mới, nó về đây là được nửa tháng đúng không? Ờ, được nửa tháng. Đấy, thì hôm nay tôi nghĩ là được một cái chiều là kiểu như là thằng nghĩa, thằng này là nói kiểu như là đi lượn, cứ chiều đến là ui dồi ôi. Nó không làm một cái gì, nó phải đi bếp vác xe đạp vào ngùng, nó đi lượn khắp làng này. Kiểu đàn bà cứ đi vào, ừ, nhỉ? Vào nó bốc phét được đấy. Đúng rồi nhỉ? Cứ đi lấy cái xe đạp của thằng Hùng. Mà xe máy miếng có đéo gì, nó cứ đi xe đạp này, nó đi quanh làng, nó đám phép anh em ạ. Không hỏi đi đâu thì nó cứ bảo cái gì nó phép đi chơi. Thì hôm nay tôi nghĩ là được một ý tưởng là trước nó là tôi sẽ giờ vào như kiểu bị nó xấu vậy, bị nó xấu ấy, xong rồi cứ đổ điện mà nó mày. Ôi trời ơi, thế nào thế là thằng Hán kiểu như là đổ điện cho nó là gì nó đi nói xấu. Ta biết rồi, biết rồi, thế có phải gọi là chôn như anh gọi là người ta gọi là chôn mất dạy không anh? Chôn chưa dạy, cái đấy là chôn nó cảm thấy sảng khoái hơn. Ok anh em thì bắt đầu vào clip của mình nhá. Trêu mình đã trêu thằng này. Trêu khóc. Thôi gọi là khóc thì thôi. Đi. Mẹ mời mãi mới lên. Trêu nhiều cho khôn nấu ra. Đấy, bây giờ nó biết lé rồi đấy. Lé nhanh phết đấy. Mẹ bây giờ chắc quen. Đừng cười nó biết. Bây giờ chắc cóc nó quen đòn rồi, nó né được. Cái võ này. Đấy, thì vẫn né được mẹ. Ok anh em, vái nhá, vái nhá. Vớt mặt biểu cảm em.
thua. Lên được nửa tháng là mày làm trò mèo thế dở hơi. Mày làm nào mày cả làng cả xóm cũng nói hoảng. Nói như thế chắc mày hiểu mẹ rồi gì mày không dám vờ. Thế bình thường là mày suốt ngày đi chơi đi chiều đúng không? Vâng. Mày đặt xe hàng Hùng đi chơi chiều đúng không? Em đi chơi khắp làng, đi chơi thế thôi. Đấy, tưởng nó mới nghe nhớ cơm biết ai, nó chỉ đi, nó không có bác thôi nhìn. Mày lên đây, mày được lỡ, được công chuyện. Ê, thật, rồi. Sao mày nhiều chuyện đi? Thế mày lên đây nửa tháng, mày đã biết gì về Hòa rồi mà mày đi, rồi mày nói đi tình đi. À, anh đi nói xấu, anh đi nói xấu rồi. Em nói đâu, em biết nói gì đâu. Mày... chắc anh ấy đi làm. Biết ngay mà vừa đã bảo Hoàng rồi nói thế à, là cái này. Nói xấu nó cũng là dám nói là. Sao dám nhận? Bây giờ bà hiểu, mất cái mặt của mình là một thằng chủ tiệm ở trong cái làng này. Đi đâu ạ? À? Quý anh cũng khen, nó nói những cái câu như thế ra. Mà người ta cả vào tai mình, nó phải nói như nào người ta mới nói cả vào mặt mình như thế. Mày tính đàn bà, mày mà toàn cứ ngồi bốc phét với cả các cụ, mày biết tính các cụ ấy. Cứ có chuyện gì là cả làng biết, mẹ một phút cái là cả làng biết ngay. Mà em đi lượn thôi mà em đi lượn là nói chuyện với bà bằng cá. Xong rồi đây mày ra đầu kia, mày ra đầu ngõ là xem phải ồn đồn đầm lên ầm lên không. Mày biết vừa tao chạy ra nhà ông Hiến nhá, định ăn bát mì tôm mà tao phải vòng vài. Sao lại thế? Thế bây giờ nói thật cho mày nói cái gì? Mày mẹ mày đi đường mấy chầu qua mày nói phép tao nhà mày nói ra phải ra. Nói gì? Có cái gì mà cũng quên rồi. Em cứ phải đi chơi thôi mà. Anh em dễ làm việc. Không nhá, sắp xếp của ta đi về. Anh đéo thích những người thằng hay đi nói xấu như mày. Ôi trời ơi. Đồ ăn không nói có. Em không nói xấu gì đâu. Nếu mày không nhận đi thì thôi đi về. Anh không thích ai mà vui vẻ hay là ta với mày ta dạy mày. Mình một hai cái mình đi khoe cả làng. Bây giờ có chuyện gì cái là mày đi khoe thế thì chết rồi. Em lúc anh em thế này thế kia mày bị ấy không hiểu. Nhưng bây giờ có cái gì nhỏ mày cũng nôi ra hết, mày nói hết cả làng. Nhưng mà em đi nói gì, em đi chơi thế thôi mà. Ôi kìa em. Cả buổi chiều mày tao đi chơi cả buổi chiều mày cả thế thì cả làng biết. Cả làng tao biết được gì nữa. Thế giờ mới đi ra đầu ngõ thì người ta biết rồi. Đúng không? Thật nhưng mà em kể ai kể ra anh cho anh nói em. Mày đừng có cãi, mày nhận. À, bảo cái thằng nhộm tóc như mày. Chưa. Bảo suốt ngày nó ra khoe như này thì kia kể. Đấy là nó lâu thì sao? Thôi. Tao cũng tóc của em mà. Nó đòi tao 15 năm nay, nó chưa cả tao. Ai được cả tao luôn, tao sợ bây giờ. Nhưng mà mày ấy, mày mới lên được nửa tháng cả làng. Biết thôi bây giờ bọn anh nói thật là nó không chứa là bố phép đâu. Thôi, chắc sẽ đi về, chắc anh là đúng. Nhưng mà em có nói đâu, các anh đổ ăn với em rồi. Mày đừng có như thế, này mình nhận rồi. Thôi chả. Em nghĩ mày phải biết. Là đi làm đây là nó đàng hoàng, có phải đi nó xấu người khác. Tao rồi, mày đừng có mày, tao thầy mày đấy. Thôi mày có... Em lên đây thì nào, các anh biết chứ em... Các anh nói đổ ăn với em. Biết thì mồ mày đi nó xấu đúng không? Thôi, mày đừng có bốc quét, mày đừng có mồm điêu đi. Tao thật sự ở tên mày nhá. Mẹ mày tao bảo nó là trai tao. Mày đi
chết đâu. Ba nó ra nhất tiệm được rồi nhưng mày đi khuya cả làm biết làm cái gì. Ơ kìa em. Anh chưa đâu. Điệt chưa kìa mày mẹ mày. Đi bèo anh ở mình ngay. Đi bèo mày. Đi bèo mày. Ờ khóc. Ờ khóc khóc. Khóc. Khóc đi. Khóc đi khóc đi. Đừng ngại ngùng. Mày hứa như nào? Nếu mà đúng thì như nào? Đúng thì về. Về đây làm gì? Về đây. Mẹ bây giờ mày phải biết. Được ra thì cũng chỉ anh em nhìn thôi, vợ con tao nhìn thôi, mày khuyên cả làng như thế. Nhưng mày phải bảo tao. Nhưng mà vé áo nên làm gì ấy? Nào, cái độc bộ xương không vé làm gì? Anh nên nói vài câu, nói vài câu, lần sau cứ bộ mà chí.